Sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, du lịch cả nước nói chung và nhiều địa phương đã mở cửa hoàn toàn từ giữa tháng 3 vừa qua. Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, Quảng Ninh đã nỗ lực vượt bão COVID-19 thành công, tạo đà để du lịch hồi sinh. Lượng khách đến với địa phương này những ngày vừa qua liên tục tăng mạnh và có ngày đạt trên 70.000 khách. Một mùa hè sôi động và khởi sắc đang là điều mà các chủ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại đây hy vọng vào thời điểm này. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Khu di tích rừng quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh. Từ sáng sớm, đã có rất đông du khách đổ về đây để chiêm bái, làm lễ. Vào cuối tuần, lượng khách thường tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với ngày thường. Tính từ Tết Nguyên đán đến nay, khu di tích đã đón trên 165.000 lượt khách trong nước và quốc tế. Trong tình hình gọi là công tác phòng chống dịch, thì trong những năm qua, năm 2022 này, lượng khách về với qua là Yên Tử được tăng dần lên, nhất là sau ngày 15 tháng 3, từ ngày mở cửa khu qua du lịch tâm linh này, thì lượng khách về đây qua là ngày một nhiều hơn. Hàng ngày có hàng nghìn người về qua là với khu qua là di tích Yên Tử. Theo báo cáo của Sở Du lịch Quảng Ninh, trong 3 ngày lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, Quảng Ninh đã đón tổng cộng khoảng 150.000 khách. Những ngày thường, vẫn có nhiều du khách ngoài tỉnh lựa chọn Quảng Ninh để tham quan du lịch. Trong số này, Vịnh Hạ Long, khu di tích danh thắng Yên Tử hay khu vui chơi giải trí Sun World Hạ Long được nhiều người lựa chọn. Hào hức, vui vẻ là tâm trạng chung của du khách khi đến với Quảng Ninh. Sau một khoảng thời gian dài thì do về dịch bệnh Covid nên là lâu lắm rồi mọi người không có dịp gặp nhau, tức là lỡ rất nhiều cuộc hẹn rồi. Và hôm nay khi mà được đặt chân tới vùng đất Quảng Ninh thì tôi cảm thấy là cảm giác như là mình rất là thoải mái. Sau một thời gian dài đã được đến đây để xả stress với bạn bè và gặp gỡ bạn bè, đến đây thì cảm giác như là về đây thì cảnh đẹp và con người ở đây cảm thấy mình rất là yêu quý cái vùng đất này. Tôi cũng rất là mong được đến đất Phật. Đấy, nơi đây là một cái nơi mà linh thiêng và rất là đẹp. Tôi đã được nghe ở trên đài báo rất nhiều. Đấy, và lần này là lần đầu tiên tôi được tham quan du lịch ở khu đất Phật này. Thì tôi rất là thích vì ở đây cảnh quan rất là mát và đẹp. Đấy, con người ở đây thì thân thiện. Và công tác trong phục vụ với lại hướng dẫn rất là nhiệt tình, chu đáo. Thời điểm này, ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh tiếp tục các công tác chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sắp tới. Với nhiều địa điểm tham quan, danh thắng nổi tiếng, Quảng Ninh hứa hẹn sẽ đón một lượng khách lớn đến du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ này. Tỷ lệ lấp đầy phòng thì vào các ngày cuối tuần chúng tôi đã lên được công suất là trên 50%. Vào các ngày lễ thì gần như là full công suất 100%. Và đa phần các khách hàng bây giờ thì chúng ta đang đón những lượng khách là nội địa, những khách hàng xung quanh ở ngoài phía miền Bắc và các khách hàng ở miền Nam nữa. Tuy nhiên đa phần phần lớn là những khách du lịch nội địa và cũng hy vọng là trong thời gian sắp tới thì Hạ Long có thể đón được các đoàn khách quốc tế trong thời gian sớm nhất. 3 ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ vừa qua với lượng khách tăng đột biến ở tất cả các điểm đến cho thấy ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh có bước hồi phục ngoạn mục và chắc chắn sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, thiếu nguồn nhân lực đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với ngành du lịch hiện nay.